một cái Giant á, thì gần nhà mình, còn cái này là cái chợ Lion Food thì nó bán rau thịt củ trứng đồ này kia nọ cũng giống như của Giant vậy đó, nó có đồ Việt Nam nhiều. Cái khu này mình mua, mình ở đây cái gì cũng gần, có gần nhiều chợ lắm, nhiều chợ, nhiều nhiều cái chỗ bán lắm. Thật sự là khi dạo sau này tập trung vô làm ba cái nail đó, rồi lo đi làm á, thì mình cảm thấy được đó là tay nghề mình tiến bộ hơn nhiều. Tại mình chú tâm, mình lo học á, mình làm cho khách á, với mình làm tay khách á, mình lo chú tâm, mình học, mới dành có thời gian, cái bắt đầu mình lên mạng mình coi, mình học thêm, mình cứ trau dồi kinh nghiệm, mình cứ trau dồi cái kiến thức thêm về cái ngành nail của mình. Cho nên bây giờ mình làm cái bộ móng á, là mình vuỗ sát cuticle vậy lắm. Lúc trước là mình vuỗ sát cuticle không có được, mình vuỗ nó bị bay bột ha. Bây giờ là mình vuỗ sát cuticle cực kỳ luôn. Nhưng mà mình còn muốn sát nữa, mình còn muốn là vuỗ cuticle phải sát nữa. Sát chỉ còn một cọng tóc thôi, mình muốn sát như vậy đó.
cho nên bây giờ đang cố gắng tập dũa như thế nào đó mà hôm mốt là ra cái bộ móng là phải là chỉ có một cái cọng tóc thôi. Mình đặt cái tiêu chí của mình là như vậy đó, cho nên á quý vị biết á, bởi vì người ta nói là cái nghề gì chỉ cần các bạn giỏi thôi là các bạn sẽ có tiền, mà có thật nhiều tiền từ nghề đó. Cho nên bây giờ thôi cố gắng, cho nên mình thấy mình vẫn còn chưa có giỏi hơn bằng ai, chỉ mới biết đắp bột thôi. Hello mọi người, bây giờ mình đã tới nhà của chị Vân rồi đây. Đây một cái sân vườn ở ngoài trước nhà rất là xinh đẹp. Bên kia là cái ngã tư đường và đằng kia là cái 7-Eleven với McDonald's, Domino gì đó. Bên đó có mấy cái quầy đồ ăn nhanh, chắc khoảng 4-5 block. Kiểu gì 4-5 cái lô người ta buôn bán vậy đó. Đây các bạn nhìn xéo bên kia, các bạn thấy cái nhà không? Đó, đẹp không? Đẹp không? Đẹp không? Đó, mấy cái căn nhà rất là xinh. Quay camera này cho mọi người xem cho nó đẹp hơn nha. Đó, nhà đẹp ha. Đó, khung cảnh tuyệt vời. Chỗ này là ngay cái ngã tư đường luôn á. Nhà rất là bự rộng. Cái khu này có thể làm business được luôn á. À, bên đây là cái chỗ mà cho thuê. Bên đó hình như có một cái nhà giặt, một cái tiệm tóc với một cái 7-Eleven với một cái bánh pizza hết rồi. Đây bây giờ đi quay cho các bạn xem nha. Nè, nguyên cái vàng hoa nè. Ghê chưa? Trời ơi, chắc in liền. Chụp hình ngay, đưa cái mặt vào. Nè quý vị ơi, hoa lẹp, người lẹp, hoa cũng lẹp luôn nè quý vị. Nở hoa ly. Không thơm, không nghe mùi gì chị ta. Sống thơm gì ta, nhưng mà rất là đẹp nha mọi người. Chụp hình cái nè, 1, 2, 3. Cái đây nè, qua đây có hoa cúc nè. Trời ơi, quá trời xinh đẹp luôn. Nắm ơi, chị nói là chị mua cho chồng cái vàng hoa này là chắc cũng mấy mùa đó mới được cái vàng hoa này nè. Đó, đẹp mọi người ha. Đó, quá xuất sắc luôn. Như nè, nguyên cái dãy bên đây nữa, qua tới bên kia luôn. Đó, thấy chưa. Ở phía sau lưng mình có một cái chậu, có một cái bụi hoa cũng dễ thương lắm. Cái hoa này rất là nhiều người thích trồng luôn. Cái lá giống như ngôi sao vậy đó, đẹp. Đây hai chị vậy? Em sau khi mà gặp nhau xong là tôi bay vô chụp hình quá trời, tôi làm tài à le ốc me hết trơn, giờ mới lên xe được nè quý vị ơi. Trời, thấy hoa là như thấy vàng vậy đó. Phải chụp thôi, biết sao không, tranh thủ cái mặt của mình nó còn tươi, mình chụp với hoa nó còn đẹp hơn. Mốt mặt mình nó héo rồi đưa vô hoa cái nhìn cái hoa nó đẹp, chứ không cái mặt mình nó không có đẹp. Nếu kéo tuổi thanh xuân đó, thấy bà chế tôi bữa nay hú hồn chưa, trời ơi. Ôi, xuất sắc luôn đó. Rồi giờ không biết đi đâu luôn, chở đi đâu đi đó nha. Rồi hai chị em đi ăn, kiếm nhà hàng, coi nhà hàng nào đó quẹo địch đại để quẹo cha vô ăn cho rồi đi, chán chọn chi không biết. Ăn mà cứ muốn ăn tới khuya luôn, nói chuyện hay là chỉ có mấy tiếng ngồi đi về thì ăn nghe đâu chán về. Ăn hết đồ ăn rồi đi về, người ta đóng cửa người ta đuổi mình ra, rồi đuổi về. Trời đất ơi, lâu lâu sống chuồng bữa. Ủa cái gì vậy? Có ai hả? À đây chị lóc hả? Đó lạc trời, nay sống chuồng quý chị ơi. Mấy chị em đã tới một cái nhà hàng. Đây cái nhà hàng này, nhà hàng của Ý. Hai chị em sẽ đi vô ăn thử xem trong đó nó có món gì hấp dẫn nè. Hôm nay là thứ bảy chủ nhật, trời ơi, xe cũng đông dữ chị hả? Thôi đừng hy vọng đi, đợi là chắc rồi. Chứ đừng nói hay, đừng hy vọng. Chị mà muốn không hy vọng là đi 5 giờ chiều hoặc 4 giờ chiều gì đó, cái giờ mà ta chưa có vô. Thì đó, nó đông đó, em nói chị là cứ thoải mái mà chờ đợi. Nè nhìn cái bà kinh nè, xe nè, xe khủng hoảng xe luôn, nghĩ sao kêu đừng chờ, không có chuyện đó này. Có đi chị, có đi thứ tư thứ năm rồi đó, mấy ngày đó thì qua mai, chứ đi ngày này là chịu thôi. Cái này quay nhìn ở ngoài cũng được quá ha, thoáng mát. Thank you.
Ồ, cái nhà hàng này giống cái nhà hàng mà bên chị Mai ghê. Phong cách cũng dễ thương quá nè mọi người. Đó, mình đã được dẫn vào bàn. Đó. Can we place an order or should we? Okay. Okay. You can move it now, this one? No, yes. Is this one without meat? Yes. Okay, cái này mỗi lần nó để gì ra nó order đó hả? Em để mình order hả? Dạ, dạ. Đó, ý có game nữa nè. Cái này để cho nít nó chơi. Cho nít nó ngồi nó chọt á, để nó bớt quậy á. À, có phần tu go. Cái gì đây? Cái gì này? Ú, nhìn này nhìn nó hấp dẫn ta. Gà phải không? Cái này gà. Ừ. Cái này giống gà quá hả? Hay là chi? Cheese. Chi hả? Nó fries lên á. Ừ. Nè, có game nè, đó, có nước nè. Đó, tha hồ mấy đứa nít nó chọt. Mà nó nặng lắm, không có ghim đi được. Đi ra khỏi cửa nó kêu. À. Đó nè, thấy không? Có cartoon đồ coi nè. Bấm vô thử coi. Lay. Đó, ghê chưa? Có game đó nè, ghê chưa? Hộp hình nè. Nó khỏi làm phiền. Hả? Để nó khỏi làm phiền mình. Đúng rồi. And Disney nè, 12 trái đốm rồi vịt gà Tây Lan nè. Nó mở cho nó kênh chơi coi. Đó, ghê chưa, ghê chưa. Chắc cỡ 6-7 bộ phim gì đó, ghê chưa nó. Thời gian nó chờ đợi nó khỏi làm phiền. Khỏi làm phiền nữa. Giờ trong thời gian mình chờ đồ ăn, mình coi đỡ làm phiền. Đó. Trẻ em đang đợi đồ ăn. Trẻ em đang đợi đồ ăn, đó chưa. Có hai người trẻ em nhỏ này nè. Nước gà tới. Nước ga tới mà em cầm lên là nó không có cái miếng chanh. Tại sao trên hình mày quảng cáo có miếng chanh mà tại ở đây mày không có miếng chanh? Quảng cáo giả dối. Mày dối trá hả? Đòi hai miếng chanh liền nó ra, miếng chanh chưa ra nữa. Sắp ga tới rồi. Oh. That's good. Yes. Yes. Yeah, good. Ê, súp vừa ra tới. Rồi còn nè, salad cũng ra tới luôn. Đó, thấy chưa? À, bánh mì nóng hổi nè. Trời ơi, bánh mì cưng quá vậy. À, trời ơi, hấp dẫn. Ôi, em có ăn mì này rồi nè, bánh mì này ngon lắm nè. Vô. Vô chị ơi. Ok, let's go. Trời ơi, good job, good job. Trời ơi. Mời cả nhà. Bắn mì, quẹo vừa. Bánh mì nóng hổi vừa thổi vàng nha. Ngon hả chị ha? Cái này là hai chị em mình ăn chung vậy à. Không biết hết hay không nữa này á. Cái này là mới là khai vị thôi. Mới khai vị thôi nha quý vị. Ai chảy xuống đây nó ăn. Để ăn được bao nhiêu. Người ta chảy xuống đùi. Mình hay lúa anh dắt này nè. Thấy là nhiều quá. Rồi cho muỗng đũa anh chi tiền phức vậy nè. Bỏ này ra đây ha. Lấy cái dĩa. Cái dĩa đâu vậy? Cho mùi đó. Rồi. Ăn một cái bánh. Dài dài ở trên cái bánh này nó có cái chi hả? Với muối không? Muối mặn mặn. Ngon. Vừa giòn chị vô các chị vô 1 2 3 happy vô. Birthday thank you chị đây nè tâm đeo nè tích chờ nè đưa sát vô nè cười nè 1 2 đưa xuống để dính cái mặt nè 1 2 3 nè chi nè chi ok hẹn birthday là mấy tháng rồi mới được đi đây gần tháng rồi bữa nay nhiêu bữa nay là 11 rồi mà từ 20-22 tây tháng 5 mà chứ sao tại không có gọi hẹn trước á không có book appointment đúng muốn gặp em phải book appointment giờ này em bận lắm đâu có book appointment mà nó bị delay nói mọi người nghe tại vì á chị có hẹn với mình đi chơi
hai chị em rủ nhau đi ăn. Nhưng mà khi mà rủ nhau đi ăn á thì á, bữa đó mình bận mình đi làm. Thứ tư á là đáng em nghỉ. Cái thứ ba mình bận mình đi qua bên sò ba nhà đi công chuyện. Xong tới cùng cái bữa thứ tư đi về á thì phải phải đi làm bù cho ngày thứ ba đó. Tối cùng cái hai chị em lỡ hẹn cái bữa đó, lỡ hẹn cái bữa thứ tư. Xong tới cái bữa thứ sáu ở thứ năm thì cũng về trễ, đâu có đi được đâu. Hai chị em nói thôi hẹn cuối tuần đi, tại thứ bảy chủ nhật mình đi làm về sớm, có 5 giờ đi làm mình tới rồi. Cho nên á là hôm nay là mới gặp mặt nhau được á. Nó mềm vừa ngon lắm chị. Nó mặn mặn lắm hả? Ủa mà nó bưng ngang có lần hả? Hai người một gỗ hả? Một gỗ đó ăn. Ăn đâu hả? Nhưng mà bốn người cũng một gỗ hả? Không. Bốn người nó phải cho hai cái gỗ. Nghe không? Chứ cái này à, một người mà cho một gỗ, hai người mà cho một gỗ được 6 cái hả? 5 cái chứ. Đừng có ăn nhiều quá hồi không ăn. Cái salad đây nó làm ngon. Không chịu. Ăn một gỗ mà bây giờ còn 3 cái à. Có đem về. Đúng không chị? Đây mình nhà hàng này là mình ăn mình được phép có đem về mà. Tại vì mình trả tiền chứ mình đâu có cái kiểu là bao buffet đâu mà sợ. Đúng không? Ủa sao nó cho tới 3 cái nĩa gì vậy ta? Rất lên nè. Có ăn steak đâu mà cũng có dao đâu, bó tay. Hả? Có ăn steak đâu cũng có dao mà. Nó cho một cái xếp vậy. Giòn hết nha. Giòn. Trời chua. Cái này là cái gì đây? Ô liu. Ô liu đen là cái gì? Ở trên nó áo dính một miếng chi nè, thấy không? Dính miếng chi. Mặn. Mặn trời ơi. Nó mặn ngay dưới này cái trong đây sợ. Trong phần salad thôi. Đây là salad ha. Nó có phần bánh mì khô nè. Mì khô. Cà chua. Cái này có cà chua ha. Có miếng cà chua này. Mà ít à. Cũng cho cà chua lát. Đó. Đà salad nè. Rồi bánh mì khô. Bên đây là ô liu. Ớt. Ớt xì. Hành tím. Còn này gì đây? Cà chua nè. Trời nó cho được con miếng má ơi. Với hết rồi. Cái hành tím nè. Hành tím thôi. Hết. Với chi. Với sốt. Sốt nè. Sốt này của nó làm anh chị ha. Ăn nó lạ lạ. Nó không có giống như cái sốt mà mua ở tiệc ở chợ. Ở chợ thì nó cho chua hơn. Này hình như nó có cái vị của cái lá gì á ha. Nghe mùi giống như cái vị của cái lá gì đó. Mà tính ra nếu như khẩu vị như vậy là mặn á chị. Tụi ý này ăn mặn ghê ha. Đây là súp nữa nè. Đây là súp mình bỏ chia vô giờ nó tan rồi nè. Có đậu nè, nuôi nè. Rồi đậu gì đó. Wow. Cái này bí á. Cái này là trái cây không hả chị? Ngon ha. Ăn phần này không no thôi đứng dậy đi về. Hả chị ha? Thiệt luôn á, nếu như ăn mà đây là ăn nhiêu đây là đủ rồi á. Nha. Chua. Cái lạ mày chua á. Không cho ăn giấy gì chân nè. Đang xài nè, kéo lên nhiều chua. Chua Mỹ. Nó lạ, có mùi củ chi thơm thơm, béo béo, thẩm thẩm.
người ta không quen ăn được cái chi á, ăn nghe mùi thấm thấm cái gì ha. Ừ. Chi mà ngon, mà nguyên chất á, nó có cái mùi vậy á. Ừ, đấy. Ăn nó hôi hôi hẳn hẳn. Mấy nó làm ngộ không? Chua thì chua thiệt là chua. Thấy gì ha? Còn á, mặn thì mặn, nhiều là mặn. Của nó là phải nguyên chất. Chua thì chua, mặn thì mặn chứ không phải lợi lợi. Cái thời này á, ăn trúng vô cái phần chua là chua muốn xỉu luôn, chua muốn xón luôn á. Thiệt không á, chua mà chua muốn xỉu luôn á, bình thường á. Em ăn mà chua thượng ăn cái me á. Đúng rồi. Cảm giác giống như mọi người mà ăn cái me mà cắn được cái me á. Đậu cắn cái muốn xỉu luôn, lần 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 kiểu vậy á. Vậy năm bữa xin với đây chị Tammy là đi cùng cái tiệm này luôn á hả? Không, em chị Mai Vũ là đi chuyện siêu đi. Không, chuyện gì đó. Cái menu của nó cũng giống như hàng này nha. Nó là nhà hàng Mỹ. Mà khu của chị Mai. Hôm nay mình đi ngang đó chị cũng tưởng lộ với cái tiệm này siêu đi. Mà bên chị Mai chứ được có cái nhà hàng đó ăn được rồi. Giống như khu đó của chị nhỏ, không có nhà hàng nào hết. Chị ở bên Maryland mà sao? Chị ở bên fan shop ở nhà, bên giọt. Nó này không no cho anh à. Ăn ít không có gì, cái bụng ăn chi. Chua. Ăn mà cảm giác như ăn me. Súp ăn đi, súp là tôi cưng đó. Của em hả? Ừ. Kêu mỗi đứa món gì vậy là vừa ăn. Cái mọi người ăn món ăn đâu hết chứ nó cho nhiều ăn không bỉ ăn chút chút rồi đi về chứ sao ăn như kỹ nè mặn giá nguyên chét luôn mà bù dâu anh cái chút bù dâu bây giờ bù mới trộn trộn lại những điều mặn mà mặn gung ginh luôn á các bạn trời đất ơi mặn lắm. Mặn là mặn bung dinh luôn á, hưởng mặn thuận. Em tưởng có chua. Cái đó để ăn chơi thôi chứ đâu. Bỏ nguyên miếng ớt cắn vô cái cụm. Cái đó là jalapeno. Ớt của mẹ á cái gì. Thì đó ăn pizza nó hay cho cái này nè. Nhưng mà hàng kia mà ta không mặn dữ vậy ta hết chua chua. Ở hàng mặn nó chờ cắn nó muốn xỉu. Không làm chứ. Em nói ai mà bị tăng xong ăn bữa này là đi rồi đó. Chị đâu nổi. Muối mà mặn. Muối mặn quá. Bỏ vô dĩa gái ăn cho hết. Chùa. Mới ăn cái miếng gì đó mặn. Dạ quá. Miếng tròn gì đó nha. Còn nguyên trái. Hả? Trời ơi, cảm giác nó thăng hoa từ cung bậc cảm xúc này mà nó qua cung bậc cảm xúc khác. Nó đang chua thì là chua, nó rất đọp xuống nó mặn thì là mặn. Thiệt là độc lạ quá đi. Nhà mình đâu dám ăn như thế này. Mà mình tăng hồng chết luôn á. Mặn khủng khiếp. Cái này ăn hồi đứng dậy đi là say sẩm mặt mày á. Vô cái nữa vậy chờ món ăn tiếp theo vô vô thơm cái này thơm thơm trà đào thơm thơm thấy không dạ okay I put it down right here okay thank you yes wow so colorful thank you ready for cheese ready yes making a rain cheese yeah. Oh wow. Yes, that's good. Thank you. Yeah, yeah. Wow. Yeah. Yeah, yeah. Okay. Thank you. Yeah, yeah. Wow. Nhìn hấp dẫn chưa? Chi nè. À. Một chén luôn. Còn bên đây nữa nè. Trời ơi, màu đẹp quá. Màu mè hết sức là hết sảy luôn. Quý vị biết hả?
cái thằng phục vụ nó thấy em quay phim, cái nó hỏi em camera, mày có cầm camera, mày muốn cầm camera hay trước hay không ạ? Cười mày có cần chuẩn bị không? Cái nó mày chờ tao chút, mày chờ tao chút. Nó cầm cái chi lên nè, cái nó cầm cái chi này nè quý vị. Đây nó cầm cái chi này nè. Nó quay á, cái mình kêu lái từ nó vậy, cái xong cái đợi mình chút mình bật máy quay xong nó đưa nó xoay xoay cho mình, nó bào ra. Cái này là chi cục á chị á, bây giờ ăn nguyên cục chi vậy nè, nó trộn lên vậy chứ hả, ăn cho biết cái cảm giác. Béo ngoại luôn, ngon quá chị ha. Ăn này lên chục phao rồi. Nó tính sao giờ, thưởng thức trước đi, tính mì nè. Mì của Ý, đúng chuẩn Ý luôn. Hôm nay mà ăn mấy cái mì rồi đúng đúng món đó, nhưng mà khi qua đây mà ăn được của ăn chi được rồi, bắt đầu cái mình thấy nó cũng ngon á chị ha, bắt đầu mình cũng thích cái khẩu vị đó, mà mình cảm giác là khẩu vị được. Dạ, yeah, thank you so much. Nè yeah, đó hôm bữa coi phim hoạt hình là nó quán quán vậy nè. Ngon. Ừ. Ừ. Đi muối hả? Cái này muối. Ví dụ lạc xịt vô. Cái này nó ăn này. Ít thôi. Có gà ít đâu hả? Thôi, có đó. Có rồi. Có vô hồi chị ăn mặn đó. Ngồi mặn quá, chị nghỉ rồi bỏ. Cái mì này nó nấu với sữa đúng không vậy? Nó nấu với sữa với chi. À, bữa trước em nhớ em có coi trên mạng á, em thấy nó có dạy nó nấu món này nè. Béo kinh khủng. Sao cười quên bạn. Cái loại mà cái loại này nó là cái sợi mì dài đúng không? Còn loại đó là sợi mì tròn. Ủa nãy anh chị order cho em mì loại mì tròn đó hả? Hay là loại mì dài này? Cũng giống của tôi á. Giống của em mà to. Em thấy cái loại này nó cái loại này ngon á. Nhìn như mình uống. Ngon hấp dẫn. Ngon, nó nóng ngon, đã miệng ngon. Mở này mình ăn. Mình ăn cái dĩa này không hết. Nhiều quá vậy ha. Hơi bị nhiều. Mọi người Mỹ mà ăn hết. Béo ngậy luôn á. Gặp mấy ông Mỹ vô là như đây chắc là đủ. Đúng rồi. Mà béo ngậy luôn á, ngon. Very creamy. Phần tu go của anh nghĩ ra tới rồi. Mở lên cái cho điện thoại coi đi. Mở cho mọi người coi nha. Cho mọi người xem mà. Giống cái của em nhưng mà cái này nó có tôm. Ôi trời ơi, nó béo. Nó béo mà nó ngon nha quý vị. Mày mình ăn cái đó thích. Dạ. Cái này nó ngon. Cái kiểu bé bé vậy nó thích. Béo mà ngon nha, chứ không phải là béo mà ngán nè. Nhưng mà em rất ít ăn béo mà chị. Em ăn béo không có được đâu đó, mà bữa nay em thử ăn cái này đó. Chứ nếu như kêu em ăn lại em ăn cái này, em làm gì nãy dạ. Kiểu gì chị không quen á. Đó chị mới qua chị cũng ăn được đâu. Cũng biết em ăn cái em bị nổi da gà. Em nổi da gà sau lưng á. Từ cái quen á, cái ghiền luôn á. Đúng rồi, thật sự là chi mà ăn quen. Ăn được là ghiền, mà tại vì cái độ béo không có ai mà sánh bằng được cái chi á. Hả chị không? Cái độ béo của thằng chi là khủng khiếp. Trời ơi. No nè. Cái miệng no ngược, ngán ngược. Ăn mấy cái salad mà. Mà salad thì hảo cho em. Ok. Phải chua. Tại nó chua. Còn này nó béo. Này ăn dài dài đũa. Bây giờ mấy nhà hàng cái gì
ít thấy người Việt nữa. Không, đúng rồi. Mình châu Á mình không biết vô. Chị giờ là chị ăn international. Đầu cưng bữa nào chị dẫn đi ăn cái đồ của người Afghanistan. À. Chị ăn đi nhiều. Nó đó chị. Hả? Làm rất là ngon. Đồ ăn cái nó gọi là soul food ấy. Là đồ ăn cho linh hồn. Rất là ngon. Ăn cái nói mà ăn mà no rồi mà vẫn còn phải ăn nữa. Rất là ngon. Bên nào đi thì chở đi. Nó có thịt dê nó nấu rất là ngon mình. À, đúng rồi. Tụi nó nấu dần mấy anh nấu thịt dê nó. Tụi nó là nấu thịt dê nó sảy. Cái món này nấu sớm á. Em nên mua trong hộp á. Ừ. Cho anh đi á, em mua trong hộp cũng thăm. Ừ. 9 giờ. Nói giản thôi vậy. Nói xóa đề. Ừ? Nó trễ, mở trễ. Nghe không? Ừ. Đúng giờ nó trễ sao thấy cái gắn rồi. Thôi ăn cũng hơi trễ. Ngán quá. Uống đi đứa rồi. Cho đỡ ngán. Chi được cái này ăn mấy muỗng đầu á thì nó ngon. Bắt miệng lắm á. Dạ. Mà tới bắt đầu mấy muỗng thứ hai mà chơi khi mà mê thôi nha. Đam mê thì ok. Không đam mê là bị ngán. Cái phần này nó với sữa mà. Ừ, đúng rồi, everything cheese butter. Cheese butter. Rồi, hồi nãy mình xin bánh mì á, cái bạn ấy cho thêm hai phát nè. Hai phát này nè nhìn nè đó, hai phát nè. Hi sir, thank you sir. Nè, đây nè, đó chị xinh đẹp của tôi nè. Trời ơi. Thùm bé, mình xin tưởng cho đựng túi cho được hai túi luôn. Trời anh đẹp trai quá trời đẹp trai. Ok, bây giờ mấy chị em mình đi ra đây. Go. Trời ơi, nò quá luôn á. Người ta còn đi vô nữa nè. Hai chị em mình đi sớm cho nên ăn xong đi ra, giờ họ đi vô. Trời ơi, giờ này cái bầu trời nó còn đẹp quá trời luôn. Hả chị hả? Còn sáng bưng bửng ra luôn á. Về được ăn được nói được gói mang về. Được ăn được nói được gói mang về.